Xin chào tất cả mọi người, mình là Crady và ngày hôm nay là hậu trường MV vài câu nói của mình. Ngày hôm nay mình đã chuẩn bị từ rất là kỹ rồi và sức khỏe mọi thứ mình rất là ổn nên là mình sẽ cố gắng. Rất là dài thì Crady chọn Oxy Deep Wash. Và Oxy Deep Wash thì với thành phần là than đen thì giúp cho da của Crady sạch dầu sau một ngày làm việc rất là căng thẳng và còn mang lại cho mình cảm giác mát lạnh và sảng khoái nữa. Và bây giờ thì Crady đang cảm thấy như là đang vừa được nạp đầy năng lượng và đang sẵn sàng để on set tiếp thôi. Yeah, let's go. Có vẻ ướt át lắm mọi người. Bên cạnh nhau mãi đi xa để mình ta trong